Thôi, em không bơi đâu. Xuống đi. Em sợ nước. Sợ gì? Có anh ở đây thì em sao em phải sợ? Thôi, em không bơi đâu. Em sợ bơi lắm. Anh nổi tiếng là cái thằng bơi giỏi nhất cái bể bơi này nhá. Hôm nay anh sẽ dạy em bơi. Xuống đi. Không. À, thế bây giờ em hỏi em một câu hỏi nhá. Nếu ví dụ bây giờ em và cả bố anh đều ngã xuống cái bể bơi này thì anh sẽ cứu ai? Oh no. Cả em và bố anh cùng rơi xuống, cùng chết đuối. Ừ. Hỏi ngu. Hỏi vớ vẩn. Em biết rồi nha. Xuống đi. Xuống biết luôn. Em xuống nha. Xuống là biết luôn này. Em xuống thật đấy. Xuống đi. Xuống đi. Cứu. Chết đuối kìa, cứu đi. Ra cứu đi. Này, tao vừa thấy thằng kia đẩy con nó xuống đấy. Thế giờ cứu không? Bây giờ ấy, để thằng kia đi, xong mày hãy nhảy ra cứu. Không nó quay lại, mày nó đập chết. Cứu. Này, con ngu. Này, mày nghĩ sao mày dám bảo tao chọn giữa bố tao với mày hả? Cái loại mày nhá, vừa xấu vừa bẩn nhá. Chết là đáng nhá. Tông khứa đi không được. Chết mẹ mày đi. Tao cứu đi. Ê. Ê. Thôi, không phải đỡ chị đâu. Này, mày tưởng bà mày ngu á? Bà mày không chết đuối đâu nhá. Bà mày giả vờ để cua dai đây. Bye, chào nhá. Có sao không em? Em không sao. Quá. Mình lên bờ anh nhở? Đi. Đi vào đây. Không. Đi vào đây. Bỏ em ra. Không bỏ. Đi vào đây. Bỏ em ra. Thôi, mày cứ nhảy xuống xem không. Nhảy đâu. Nhảy lên, trèo lên mình nhảy. Trèo lên nhảy xuống mình biết bơi. Dạ, anh chị ạ. Dạ, anh chị là có vấn đề gì anh phải bơi bẩn quá anh chị. Sao ạ? Em thì không biết bơi, em nhỏ anh ấy dạy em bơi. Thế mà anh cứ lúng tao lúng túng, lớ nga lớ ngớ. Còn đòi đạp em xuống nước kia kìa. Oh no. Thú thật đấy cậu là như thế này. Mình bảo em ấy nhảy nhưng mà em ấy không chịu nhảy. Này, hả? Muốn dạy con cái bơi đúng không? Thì tất nhiên. Trước tiên là mình phải có kỹ năng tốt đúng không? Đầu tiên mình phải dịu dàng, nhẹ nhàng thôi. Một tay đặt vào ngực, một tay đặt vào bụng đấy. Xong rồi đưa mồm nó xuống mặt nước đấy, di mặt nước này. Đấy, để gì cho để cho nó ú ao ú ớ dưới mặt nước là mọi người trên là không nghe tiếng phải không? Lúc đấy là mình thoải mái móc thì xô ướt gì thì mình thoải mái móc thôi, nó không kêu được. Hiểu không? Thế mà mình không hiểu. Dạy bơi dễ nhỉ? Đơn giản thôi. Này, nhìn người yêu ngon kia sướng nhất ông nhá, thoải mái mà xào khô xào ướt thì liên tục lên. Không phải người yêu, đây là con em gái mình đấy. Em gái ruột luôn đấy, hai anh em ruột luôn đấy. Em gái á? Rồi ơi, thế xong nói sớm thì có phải dễ dàng hơn không? Đây em gái dạy này đơn giản hơn này. Thế nào? Đây ra đây. Đây, đứng thế này. Wow. Ui không. Đây, nha. Đơn giản thôi, đây. 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 Oh no. Kia đây. Đây. Đây này, bà. Đúng không? Đây này, bà. Đúng không? Sao lại tu em gái nó xuống? Kêu ngay. Kệ nó đi, nó uống vào nước là biết bơi hết à? Đơn giản. Kêu ngay. Thôi em ơi, cứ uống nước đi, uống nước rồi biết bơi em ơi. Kêu ngay. Này, mấy đứa con gái kinh, xinh quá mày ạ. Bình thường thôi. A Giang này. Hả? Mày có biết thế nào gọi là soái ca hồ bơi không? Biết thì tao đã không rủ mày đi bơi. Vậy hôm nay tao sẽ chỉ cho mày bí kíp soái ca hồ bơi. Nó còn có cả bí kíp cơ à? Nhìn này. Wow. Ôi tay. Cái thằng này nó làm gì mà gái bù đến nó thế nhở? Này, mày làm gì mà gái bù đến mày đấy? Muốn biết không? Muốn chứ. Đơn giản mà. Nghe này. Tao cho mày. Chỉ cần thế thôi à? Đơn giản mà. Anh gì ơi? Anh làm ơn khép mặt cảnh lại đi. Thối quá. Thôi đi đi. Ô nhiễm môi trường. Vô duyên. Long ơi. Ơ này, đi đâu đây? Này, mày làm gì để bọn con gái chạy hết thế? Thì tao làm theo cách của mày mà. Lấy đâu rồi? Đây. Ôi, này, thế sao mày không đút đường trước mày lại đút ra đằng sau? Thì mày có dạy tao là đút đường trước hay đút đằng sau đâu. Ê, này, tao bảo này, mày đút ra đằng sau như thế này, nhìn như kiểu là mày vừa ở đun cục cục cứ to tường ấy. Bảo tao chúng nó chạy là đúng rồi. Nhưng này, tao bảo vào bỏ ra đi, không bảo vệ vô cổ vào bây giờ. Đi đi. Gì đây? Tao bảo nhìn thấy gì không? Ôi. Đẹp không? Mấy con kia bơi ngon quá mẹ. Wow. Ngon. Đẹp không? Đẹp. Từ vậy tao dạy mày cách để chén gái bể bơi nhá. Ui, chén được á? Chén thì quá như thế. Muốn cái gì ấy? Muốn không? Muốn. Nhìn ra tỉnh kỹ này. Tao đi. Các em cứ của tao này. May anh biết bơi không, anh mà không biết bơi chết bố rồi. Biết ba em mày dâm thế này, anh đỡ phải giả vào chết đuối. Anh bảo tất cả ba em đều có phần nhá. Này, thôi nhầm, biến đi. Cho cô gái đó sắp hành không biết bao, và rồi lại đau đớn như em ngay lúc này. Ui, đi với cả ba luôn á. Nó đi vào phòng thay đồ ở đâu thế? Ui, này, mày làm gì trong đấy mà lâu thế? Mệt quá, chén liền ba em. Vất vả thật. Công nhận ba em ngon thật. Đến lượt tao nhá. Tao đi. Vẫn thế hả? Đi. Xem tao nhá. Luôn. Còn mày ơi, cái thằng hôm nay nó gầy mà khỏe phết nhà mày. Này, thế mày chưa nghe nói cái câu gầy nhưng mà làm thầy tất cả đấy à? Sướng nhá. Đuối kìa. Ô, thế lại chết đuối à? Cứu ơi, cứu tôi với. Trời ơi, vừa béo vừa xấu, người chân người phán thịt ý, thì ai mà cứu không cứu mẹ. Cứu. Này, kêu cái gì mà kêu lắm đấy. Trông người có lợn ra mà cứu được. Bụng thì to, lò xo thì rụt. Chả cứu đâu. Tự bơi đi. Thôi, đi lên đi. Này, này, con từ từ ra. Này các chị ơi, thế các chị không cứu thì để em cứu nhé. Thôi em cứu đi. Cậu gọi nhà em ta. Được, đéo em. Em đến đây em cứu. Cứu. Đây, đây, nắm lấy cái tay em này này. Tay em đây. Đi rồi à? Này, không cứu à? Đấy em rồi mà. Này nào. Ôi dồi ôi, cái gì này? Con quỷ nào đây? Tao tự biết bơi được. Xe đi. Này, sao lại chơi người ta như thế? Này, xúc phạm người ta.